À, Dũng Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là dàn Kenwood SL3 85W với tổng kích thước bề ngang là 55, chiều cao là 28cm. Đây, mỗi loa cũng khá nặng, 3kg. Dàn mặt gương CD, MD và cổng kết nối AUX điện thoại. Và nếu mà các bạn hoài cổ thì có cả cassette nữa. Cổng súp, cổng ra súp điện nếu mà ai cần tăng bass. Với các tính năng chính, tinh chỉnh âm thanh này, D bass, Vivid, Mellow 3D, flat là cân bằng. Và các chức năng này kết hợp với nhau được nha các bạn. Cái mặt gương rất là sáng, do đó đây, chúng ta D bass trượt, chúng ta trượt ở đây, D bass 10 nấc, Vivid đây, giống cái equalizer vậy các bạn, không phải là cài sẵn nhưng mà có thể tinh chỉnh theo ý của mình. Đây là 7 giải tầng đó, cái phần trep và cái phần bass lên cao mình giảm lại đó, vừa phải. Còn này mellow đó, cái phần trep và cái phần trung tăng lên. Còn này 3D âm thanh vọng, phát là cân bằng và trở về cân bằng, không chỉnh gì hết. Đề bass lên, mức âm lượng của dàn này là đây, chúng ta stop cho các bạn xem mức âm lượng nha. Đây, mức âm lượng cao nhất là 40 và 85W, mỗi loa 30W. Mình đang nghe CD. Đây, tray open, đĩa này nằm ở đây. Cái này lại MD. Và thử tiếp tới cái màu đĩa MD nha. This reading play MD. Bass 12cm, thấp lõm, gân vải. Chỉ có cổng kết nối điện thoại máy tính 3.5. Lại bài ca tiến anh lên đường, ngồi nấc lắm.
binh chưa biết còn bao lâu. Cuộc phân ly mấy năm thì qua mau, hát nữ đi hương mất đi đời trời. Hương ơi sao tiếng hát lên bồng mềm dịu ngọt mời em em hát mãi nghe thương một bài guitar. Chép rất là sáng, chỉnh đề bass lên thì tiếng bass cũng rất là lực. Thử xem bass lực tới mức độ nào nha. Chúng ta test dàn Kenwood SL3, dàn Hà Nội điện Nhật điện 100V. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy đăng ký Hà Nội Nhật Vũ để tiếp tục tham khảo những dàn âm thanh mới nha.